Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng, giới thiệu và test chất âm cho các bác tham khảo một dòng loa bát 40 cực độc và cực chất các bác nhé. Dòng này là bát 40 của Tubosonic. Mẫu này là mẫu mới tinh các bác nhé. Chưa xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam. Đấy, bên cửa hàng nhà em thì em là cái người tiên phong nhập cái mẫu này về để bán cho các bác. Cái dòng này thì là một cái dòng cao cấp các bác nhé. Nên là em xin cánh tay của các bác làm show, làm sự kiện mà muốn bát nó đánh mạnh, đánh uy lực thì các bác chơi dòng này cho em. Một dòng mới tinh luôn các bác nhé. Chưa ai quảng cáo cả. Đấy. Đây các bác nhé. Các bác có thể thấy ở đây hàng bên em bán và cung cấp đến cho các bác là hàng nhập khẩu chính ngạch, hàng chính hãng của Tubosonic các bác nhé. Tubosonic là một cái hãng mà bên Trung Quốc mà tất cả các mã loa và các model loa của nó thì em phải nhận xét là quá là xịn sò và quá là chất lượng luôn. Đây các bác nhá, thùng của nó mấy cái lớp bìa đây này các bác này. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Con này thì có cái mã là 15DM 550 các bác nhá. Đây. Sản phẩm sau khi em đã khui vỏ thùng ra thì nó sẽ như thế này này. Nên là khi các bác mua hàng nhá, em nói luôn, bán hàng thứ nhất phải uy tín. Nên là mẫu em giới thiệu trên video như thế nào thì các bác nhận hàng đúng y như video em nói các bác nhé. Đây một cái mẫu em mới cập bến đây, các bác ngắm đi. Em chưa thấy một con loa bát 40 nào mà khủng bố và đẹp như thế này. Xương của nó là xương màu xanh các bác nhé. Được bọc sơn, được sơn tĩnh điện. Xương rất là sáng bóng. Tóm lại là hàng hãng có khác. Em phải nhận xét là con này thì phải gọi là đánh lên thùng các bác, uy lực lồi đồng cối lá đá luôn, dã nhạc mạnh, nhạc DJ cho em thỏa mái các bác nhé. Dòng này dòng đầu gấu. Đầu gấu. Hiện tại thì em nói luôn cái hãng Tubosonic ấy thì làm cái củ loa bát rời của nó thì ở trên thị trường Việt Nam thì nó đang hầu như là, nếu mà xét về loa rời, nó đang đứng trong top có những cái dòng mà chất lượng nhất. Đấy. Đây là mẫu của nó này. Đây bây giờ em lật lên em giới thiệu mặt trên trước nhé. Giới thiệu cứ từ từ thôi cho các bác ngắm nghía. Mới về nên là cứ phải quay lâu cũng được, để cho các bác ngắm cái dòng mới nhất này. Đây các bác nhá, con này của nó các bác nhìn này, xịn chưa này. Úi dồi ôi, sao đẹp thế nhỉ. Đường kính loa bát 40 này, con này gân 3 gân các bác nhá, gân vải 3 gân. Sóng to luôn các bác nhá. Với cái dòng này thì cho các bác làm được cả loa full và loa sắp, loa súp các bác nhá. Cái màng của nó sao đẹp thế nhỉ. Màng của nó các bác nhìn thấy bóng không, nhưng mà cái bóng của này bóng xịn luôn các bác nhá, bóng xịn sò luôn nhá. Màng chống nước các bác. Nón của nó là nón nhựa màu trắng tinh, trắng như ngọc trinh luôn các bác nhá. Em ví vậy thôi. Nhưng mà không nhận đâu. Thường thường là các con loa nó màu đen ấy, nhưng con này nón nhựa màu trắng. Ôi giời ơi. Chết rồi, em lại làm. Không sao. Tí nó lại về hoàn lại các bác nhá. Nó lại về lại. Con này gần con này là xung quanh cái mũ là đánh keo trắng, đánh một cái lớp keo nên rất chắc chắn luôn. Các bác nhìn em có tay vào màng này. Độ chắc chắn cho các bác tuyệt đối lên, các bác dùng dòng này lên thùng để đánh chắc nịch tiếng luôn các bác nhé. Con này côn 76 các nhá. Côn 76. Nhện của nó nhện màu vàng đậm. Đây cái nhện cái màu nó như thế này này con này. Ở ngoài nó như này này. Dây điện được bọc từ ngoài vào trong các nhá. Đấy. Và các bác nhìn thấy con này có đặc điểm gì ạ? Nhận ra chưa các bác? Bình thường những dòng loa nó chỉ gọi là một từ thôi các bác nhá. Một từ thôi, nhưng mà riêng với cái dòng Tubosonic cái mã này này, mã 15DM 550 này thì nhà máy nó lại làm hai từ kép các bác nhá, hai từ kép. Con này từ 190 nhân hai biên từ các bác này. Lên là lên thùng các bác đánh yên rồi, bao uy lực luôn. Chống sâu căng đét luôn cho em nhá. Hai biên từ siêu dày luôn. Kẹp lỗ bích thép màu đen. Các bác kẹp lỗ của nó cũng dày cộp này. Không phải nhìn con loa là sờ vào sướng cả tay và sướng cả mắt luôn nhá. Sờ vào mắt tay luôn các bác nhá. Đấy. Ngắm đi các bác. Ngắm kỹ đi. Đấy, một sản phẩm mới về để phải giới thiệu chi tiết cho các bác. Con này thì đây. Xương nó xương nhôm, nhưng cái xương của nó chịu đòn rất tốt. Ủa, nó nặng lắm các bác ơi. 2, 4, 6.
hai bốn sáu cái lỗ tỏa khí tản nhiệt ra này các bác này. Đấy, đây nó như thế này. Đây đây đây, đây là cọc chạm của nó này. Và con này màng của nó ở dưới là màng hơi sần các bác này. Đó. Với cái dòng này các bác nhá, đây là bát 40. Thì bên em hiện đang làm cái dòng từ đôi này, bên em có bát 30, bát 40 này. Và riêng bát 50 là làm súp, bát 50 hai cái từ bản 50 dòng này em cũng có các bác nhá. 50 em sẽ lên sóng sau cho các bác. 30 thì em đã làm video rồi. Đấy, bây giờ bổ sung thêm một số thông tin mà em đã đọc được trên hãng nhé. Con này trở kháng 8 ohm. Độ nhạy là 100 dB. Công suất khởi chạy là 500W, 550W và max của nó lên đến 1000. 1100W các bác nhé. Giải tần từ 44 đến 3100 Hz. Con này cân nặng một cái nó rơi vào 10,9 kg. Đây là thông số mà em đã đọc ở trên trang web website của hãng. Bác nào mà cần thông số chi tiết hơn, có thể kết bạn qua Zalo để em gửi cái đường link sản phẩm của cái mẫu này cho các bác. Không như bây giờ em quay lại em test cho các bác nhé. Video này em test mộc thôi. Quá đỉnh luôn các bác ạ. Tiếng sáng các bác nhé, chống sâu lực. Video này em sẽ test mộc ở ngoài một đoạn ngắn thôi, còn nếu mà để chuẩn hơn thì phải lên thùng. Đấy, lên thùng thì bác nào muốn video phần 2 em lên thùng có bát chép phân tần nữa thì ấn đăng ký kênh để theo dõi phần 2 giúp em nhé. Cái mẫu này thì các bác dùng thì siêu bền rồi. Nói chung là hàng hãng thì các bác bỏ tiền ra xài hàng hãng thì các bác đi làm nó sẽ ổn định hơn. Hoặc bác nào mà chơi gia đình mà chơi cái dòng này thì em gọi là VIP nhất ngõ luôn các bác nhé. Đấy, một cái dòng mới về, một siêu phẩm, phải gọi con này là siêu phẩm. Đấy, xuất hiện lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Việt Nam luôn đó. Cái này thì anh em nước ngoài thì dùng rất là nhiều rồi, nhưng ở Việt Nam thì nó mới xuất hiện. Thôi nha, em xin dừng video. Giá thì các bác có thể mua một đôi, anh em thợ lấy 2-3 đôi thì giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá em cam kết là giá rẻ nhất thị trường các nhá. Cứ điện cho em là siêu rẻ này. Liên hệ trực tiếp với em số điện thoại, hai số điện thoại này nhé, hoặc các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo cho em để em báo giá. Nhà em gửi hàng toàn quốc nhé. Em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video mà hay các bác nhớ ấn like, vẫn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhà em nhé. Lưu ý cho em nhé, hiện tại là Turbo Solic bên em đang đại lý nên là cái giá nó rất ok. Tất cả các model của Turbo thì hầu như em đang làm đủ các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này.